Một nữ TikToker nổi tiếng bị quản lý cũ tố ăn cháo đá bát, đóng vai nạn nhân đi nói xấu người khác. Chủ nhân bài phốt của quản lý cũ của TikToker này, anh tỏ ra bức xúc trước hành động của người từng đồng hành với mình. Chiều mùng 8 tháng 5, trên trang cá nhân, Vinh Gấu, nhân vật được biết đến là quản lý cũ của Trần Thanh Tâm, đăng tải bài viết tố một TikToker nổi tiếng ăn cháo đá bát, đặt điều nói xấu sau lưng anh. Trong bài viết của mình, Vinh Gấu tiết lộ nhân vật được nhắc đến là nữ. Cô gái này tự cho mình là nạn nhân và thường xuyên nói xấu người khác. Thời còn làm việc chung, khi anh phát hiện đã nhiều lần nhắc nhở em không được quyền đi nói xấu hạ bệ người khác, nhất là những người đã từng giúp đỡ mình. Sau khi được ai nấy đi, Vinh Gấu bức xúc khi biết được nhân vật lọt vào tầm ngắm tiếp theo của TikToker này chính là anh. Chia sẻ với Sao Star, cựu quản lý Trần Thanh Tâm nói, sau khi ngừng hợp tác, tôi phát hiện bạn ấy đi nói xấu tôi khắp nơi. Thậm chí đối tác còn chửi tôi là thằng vô đạo đức. Tôi đã giữ im lặng một thời gian dài nhưng mọi thứ dường như đã đi quá giới hạn, khiến tôi không còn chịu đựng được và quyết định lên tiếng. Dưới phần bình luận, nhiều netizen liên tục réo tên Trần Thanh Tâm, cho rằng cô nàng chính là nữ TikToker được Vinh Gấu nhắc đến. Khi phóng viên Sao Star đặt nghi vấn về cái tên bị phốt có phải Trần Thanh Tâm không, Vinh Gấu trả lời, hiện tại, tôi không muốn tiết lộ thêm về danh tính của bạn ấy vì muốn giữ thể diện cho bạn. Tôi đang mong chờ một câu xin lỗi từ bạn. Về phía Trần Thanh Tâm, sau khi chúng tôi liên hệ để tìm hiểu thực hư, quản lý của nữ TikToker cho biết đã nắm được thông tin. Tuy nhiên vì đây là câu chuyện giữa Tâm và Vinh Gấu nên cần có những chia sẻ chính xác hơn từ người trong cuộc. Trần Thanh Tâm sẽ sớm có phản hồi với khán giả, người này nói. Hiện tại, vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.